Thầy Nga thấy cái nồi thịt kho trứng bây giờ là chín rồi nè. Ngon chưa? Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Hello chị Vy. Hi em. Long time no see. I know. Thank you for coming home. Yeah, nice. Good to see you. I want to see you so much, so me much. Too, yeah, too. Love you baby. Okay. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo tiếp theo ạ. Nga đang có mặt ở đường King Rock Sao Zê, quán trà kitchen của chị Vy. Ngày hôm nay thì đặc biệt là một cái ngày rất là may mắn. Mình không biết là phải nói như thế nào là may mắn cả nhà ơi, vì hôm nay là cái ngày mà chị Vy bắt đầu khai trương lại cửa hàng này. Sau suốt thời gian vừa qua chị đã không thể làm vì rất là nhiều công việc bộn bề, một mình chị phải gánh toàn hình như là 3-4 cái nhà hàng và có mở thêm nhiều chi nhánh khác ở những bang khác. Đặc biệt là ở đây là có những cái quầy bia như vậy nè đại gia đình thân yêu ơi. Quầy bia này là mình có thể là tự chọn lựa cho mình thích uống loại bia nào thì mình chọn loại bia ấy. Và bia thì giờ nó sẽ có phần ga để bơm lên rất là lạnh, và mình rất là thích uống Blue Moon ấy. Ở đây là bây giờ nghe thấy là khi mà quán mới thì bạn gái này đang hỏi cho mình, đố cả nhà bạn ấy hỏi cái gì nha. Dead Hall Việt Nam. Are you Chinese? I'm Korean. Korea. Oh, so beautiful. Thank you. Wow. Yeah, thank you. Yeah. Not USA. No, Vietnam. From Vietnam, not here. How much is it? Maybe 1,000. 1,000. Wow. 1,000 total. Yeah, thank you. My friend, too. My friend too. Yeah. Or Vietnam. Yeah, or Vietnam. Not here. Thì bạn ấy đang hỏi là cái bụng hàm răng của mình làm rất là tự nhiên và đẹp. Thì Nga có giới thiệu cho bạn ấy và Nga nói là Nga có một cái địa chỉ để làm. Nếu mà muốn làm về Việt Nam làm thì sẽ đọc cái bát là Nga Sumo thì sẽ có discount cho bạn ấy. Và bạn ấy rất là thích. Và chị Vy thì đứng kế bên cạnh này, chị Vy cũng nói là wow, chị Vy răng lúc trước cũng không có đẹp đâu. Và bây giờ thì làm thì cái bộ răng rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì thôi cho hai bà tám với nhau đi. Nga đột kích vào trong căn bếp của chị Vy một chút, xem thử trong bếp này có những cái gì. Vẫn là hình ảnh xưa, hình ảnh cũ cả nhà. Đây là những cái món mà phải nói là perfect luôn, món mà mình yêu thích. Và hôm nay là cái ngày khai trương lại của quán, rất là đặc biệt. Và chị có nấu cái món cơm gia đình như là cá nục kho, cà chua với thơm nè. Còn bên đây là gì thì để Nga mở nắp xem thử nha. Wow, nóng quá, để Nga tìm miếng giấy đã. Thấy là có 4 cái nồi này, để mình coi. Wow, oh my god. Yeah, đây chính là món cá hú kho tổ mà mình rất rất là thích luôn. Phải nói là chị Vy rất là nhớ cái món ăn của mình ấy. Chị cũng không quên những cái món mà Nga yêu thích. Thì chị nói là Nga ơi, lâu quá rồi không gặp thì Nga mình về bên đây thì cũng không biết gì. Nhưng mà vô tình cái là chị khai trương lại. Chị nói không, chị không có vô tình đâu. Chị theo dõi từng bước chân của mình. Cho nên khi mà biết mình có một vài ngày ngắn hạn ở bên đây thì vừa kịp lúc là chị khai trương. Cho nên chị mời mình. Còn đây là món gà. Chào cô Sáu. Cô Sáu làm một con gà rất là đẹp luôn nha. Cô Sáu thì lần đầu tiên gặp mình cho nên cứ nhìn mình ngơ ngác rồi cười thôi. Mình lại thích những cái món ăn như vậy. Còn đây là bé nhân viên rất là nhây nha. Mình lại đi vào bên trong rồi coi thử bên trong có những cái gì để mày gửi đến gia đình. Ở bầu nè, cánh bầu nè. Còn đây là cái nồi thịt kho mới vừa bắt lên thôi, cho nên cái màu chưa có ngả qua màu vàng, nhưng mà rất là đẹp. Mình thì
Trời sao mà chị Vi tâm lý quá trời đất ơi. Chị Vi cực kỳ là hiểu mình luôn. Những cái món này toàn là cái gu của Nga không à. Không chỉ riêng chị Vi đâu đúng không ạ? Cả đại gia đình cũng rất là biết là cái gu của Nga. Đây là rất là nhiều thịt mỡ đó cả nhà. Và trứng nữa. Nè coi dưới còn gì đâu. Wow, cha cha, chết tôi. Cứu tôi với, làm sao sống được với cái nồi thịt kho này đây. Tí là chắc chắn là sẽ vào trong cái khoang miệng của mình rồi. Chứ mình không thể nào bỏ đi được cái những cái món ăn như vậy. Mà toàn bỏ đây là nước dừa luôn nha. Nước dừa tươi luôn. Đấy, nãy là cô Sáu làm bếp, cô Sáu có nói luôn, nấu bằng nước dừa tươi. Đó, cho nên nấu nước dừa tươi này khi nào mà cái thịt nó sắc lại nó mềm đi á, thì nước dừa nó sẽ chuyển qua cái màu vàng, vàng sậm cho đại gia đình xem. Đó, còn bên đây là nồi nước này là Nga đoán. Để coi, let me see. Và đây chính là nước hầm gà. Để mà hầm gà để mà nấu ra những cái nước phở, nước dùng phở đại gia đình. Thì đây là gà đã hầm nhừ ra luôn rồi. Sau đó thì chị Vi sẽ lược ra. Cho nên cả nhà yên tâm là ăn một bát phở đây sẽ không bị dính những cái xương dầm đâu. Và có thể là đến đây trải nghiệm. Có phở xương bò nữa. Và giá cả đây thì rất là hợp lý và phải chăng luôn. Và khi mà nồi nước này là cả nhà thấy không, mới sáng mà đã múc hết nửa nồi rồi thì còn có chừng này thôi. Đó, toàn bộ là bằng gà hết nha đại gia đình ơi. Nhưng mà nghe thấy khách vô đông quá, mình phụ chị Vi một tay, kệ không biết làm gì, phụ có tay có chân cho nó vui, vui cửa vui nhà. Đây là món thịt nướng chảo nha cả nhà. Đây là hủ tiếu mực nha. Lát chan nước súp vô cho đại gia đình thấy. Đây là hủ tiếu không thịt. Rồi bỏ hành phi vô luôn bé ơi. Hấp dẫn chưa? Cơm sườn bò đúng không em? Đây là cơm sườn bò đại hàng. Chị Vi ơi, má vô phụ luôn rồi kìa. Trời ơi. Rồi. Thôi chị nói má về phụ chị đi, má là nấu đỉnh lắm đó. À. Vi ơi, chiều nay em bay rồi nhớ tí cho em cục mỡ em mang đi em ăn nha. Dạ, thấy không? Em thấy ốm yếu. Thấy em ốm yếu là chị thương, có thấy không á? Lúc nào cũng thương em á. Hứa đi, hứa hai lần rồi đó. Là 2025. Nhớ nha. Chị mà xuống tới máy bay là bắt cóc chị đi luôn. Chị không cho, em không cho ai chiếm đoạt chị đâu. 2025. Chị là của em. 3 tháng nữa nha. Ok, vậy là 3 tháng luôn đúng không? Ok, chị ở nhà em nha. Dạ, ở nhà ha. Không được đi đâu nghe giờ. Đi Nhật, đi Thái Lan, đi tìm miếng chế. Nhưng mà chị phải đi với em. Dạ. Ok, chốt đơn nha. Dạ. Chị không đi với anh nào nha. Nhưng mà em phải đi. Đi anh nào? Đi anh nào dắt theo em. Ok, nhớ nha. Nhớ dắt đẹp trai 6 muối với em á. Dạ. Một muối à? Ok chị Vi. Này, đây là món cơm to go. Này đây, to go. Đây là dĩa đúng không? Còn to go em làm cho Nga xem cái dĩa to go cho khách đi. Đây là bà chủ đang rót rượu. Hennessy ô luôn mới chịu chứ. Ừ. Dữ mà vậy sao? Cúng ông cúng thần tài là phải cho yeah, lớn vậy đúng không? Đất mà phải. Dạ. Yeah. Ăn hết luôn nha. Hết tô đó. Dạ. Yeah. Cái nào đốt pháo? Đây thì nghe thấy là có mấy dây pháo chuẩn bị đốt nè. Ở bên đây là đốt pháo là được phép nha đại gia đình. Để ai dạ. Rồi thôi có mình đốt. Cho mình chị Vi đốt đi. Cho chị Vi nổi chơi luôn. Trời anh chạy 10 điểm. Chị Vi ơi, anh chạy đốt. Đây chị Vi không có dám đốt pháo, có nhà sợ. Đây là thay trước nha, cửa quán mấy em mua bằng ánh mắt nha. Ghê chị Vi ơi. Khách tới ào ào nha. Wow. Chúc mừng năm Mua nha. Dạ, cảm ơn. Rồi bây giờ đốt pháo nha. Rồi anh chạy đốt đi. Đây, đốt hai dây được phải không? Dạ. Có chân nổ. Đốt hai cái. Có thiệt là bùm á. Đó, rồi. Rồi nhanh lên nổ kìa.
tài. Cung sợi phá sợi. Cỏ này nữa anh Dũng. Quốc luôn, đốt luôn, đốt luôn. Chị em nữa nào để dành tới năm mới. Anh chạy. Không ăn tô em mà mở cửa cho nó sung sung. Thôi ra cửa nha, cho em xa xa ra xíu, sợ thấy mồ nội. Khai trương luôn. Hai. Dài ô. Cái mùi pháo. Ai da. Ai đốt? Chị đang quay đốt hả? Nổ, bắt đầu nổ. Còn hai viên, đây nữa nè. Còn hai viên nữa nè. Yeah. This one not yet two. Here. Còn mấy viên chưa nổ đó. Còn hai, sáu viên đó anh. Sáu viên. Dạ. Còn nhiều lắm. À dạ, còn chưa mấy viên nữa. Vừa quá. Chạy hết trơn rồi. Khói quá chạy hết rồi. Chim ngoại, chim ngoại. Ok ha. Yeah, nhảy lên nào. 1 2 3. 1 2 3. Vô. Quá dữ nha. Yeah. Quậy quá, quậy quá. Thank you chị Vy. Giờ mình quay cái lên heo quay ăn nha. Hello chị Đăng Vy. Đây là hot girl của San Jose. Hello chị Đăng Vy. Mình muối mì miếng đi đói bụng quá. Chị Nga là em của chị Vy mà. Rồi. Sao á? Đó, trời ơi. Heo ở đây rất là ngon, giòn ghê liền. Ngon. Rồi. Em gái mình lúc nào cũng chăm sóc mình hết. À, đút cho miếng. Rồi. Đây bữa nay lên hình đẹp gái lắm rồi. Xinh gái á. Bộ leo còn đẹp không? Hả? Bộ neo còn đẹp không? Còn rồi. Rồi mai mốt đi để lên kia làm lại. Nhớ nha. Rồi làm lại nha. Rồi bữa nay xinh gái thế. Rồi. Xứng đáng có 10 người yêu chưa? Ok, bây giờ mình vô mình order đồ ăn mình ăn ha. Đi rồi hai đứa mình ngồi chung mình. Ok. Mình ok gì đâu về, ok. Muốn ăn thì chị lấy cho em thích cái phần nào hả? Chị dở với cái này, em thích cái nào hả chị? Em review vài miếng thôi rồi. Lấy cái da da kìa chị, đó cái phần da nè, đó. Xuất sắc. Ok chị Vy được rồi. Rồi ok. Chị Vy chu đáo quá. Ai Vy beo là, đút cho Vy beo là miếng da heo. Giòn sừng sực, nhai cho sướng mồm. À cái miệng heo ơi, giòn không? Ừ, thôi. Ủa, hết hồn á. Trời ơi, nãy giờ đâu tim rồi nhá. Thu hoài. Em yêu. À, bự. Ôi, ăn bữa thì mì nếp na vào. Ngon, giòn. Anh hai. Âm luôn. Cho tình cảm đi lên. Này, anh hai ăn một miếng da heo giòn tan nè anh hai. Ôi, miếng da. Tốt rồi. Nhiều quá, nhiều. Này, caramel ơi. Caramel thích này lắm. Âm luôn. Thu, ôi. Thiệt nha. Mình là bị cái bệnh tim thòng nha, nha. Này em yêu. Không, em ăn thịt đâu. Không, em ăn thịt đâu. Không có ăn thịt đâu. Trong thời gian chờ đợi đây.
Ngon quá. Mình mời chị ra. Tức lắm rồi nha. Hai mời cả nhà nha. Wow. Giòn lắm. Vừa mới quế. Dạ hết rồi. Thôi mang ăn rồi. Đây để bên anh chạy đi. Dạ lẩu má. Đang làm. Đây có em quay đây anh uống rượu đang rồi. Phóng dài. Anh chạy anh ghen ghê á. Rồi. Cái này giống kiểu như nghe mình lụm dạ, đi mình lụm pháo lép này đúng á. Chạy nhiều đó. Nhiều quá sao anh đủ. Dạ. Chị, bắt ông vô nhốt giùm em được không? Anh gì kêu. Đã yếu tim mà còn bị vậy hoài luôn á. Yếu tim mà ông cứ đứng đó cầm ông nước hoài. Nhỏ nhỏ mình đi không được. Ngon quá em gái ơi. Gái lúc này miếng da. Miếng nhỏ nha. Ê miếng nhỏ nè. Miếng tay miếng bự một hồi quýnh lên nha chết á. Đây. Caramel miếng nạc nè. Caramel miếng nạc á. Này cho caramel miếng da luôn. Ngon quá. Cái bữa là Bella, Ti Bella sẽ làm một cái kênh YouTube nha. Ti mà làm nghe sẽ ủng hộ hết mình luôn. Cứ lên ngồi làm gì phải không? Ăn kem thôi, ăn kem thôi. Múc ban thôi. Múc ban thôi là cái miệng nhìn sướng lắm. Không cần gì nữa đó. Ngon lẩu luôn á. Ngon quá. Mọi người ăn hay quay đi. Thôi, vô cái gì vậy? Bây giờ mình sẽ ấm vào trong bếp mình coi có những cái món gì. Sau đó thì mình sẽ review một chút nha cả nhà. Cả nhà chờ nha, bây giờ mình vào trong bếp thôi. Thì nghe thấy cái nồi thịt kho trứng bây giờ là chín rồi nè. Ngon chưa? Mở ăn đã đi. À, sắc sắc chưa? Mới vừa chào con luôn á. Ờ đang coi nha. Đó. Đây.
coi. Nóng quá, từ từ. Mà nóng đúng không? Nóng thì mình nhịn đi. Tưởng là nó nóng. Tóc khỏi luôn không? Mày cho miếng nước này. Mỡ, tôi kêu mấy ăn mỡ. Đặc biệt là nghe thấy cái nồi lẩu canh chua này có tép còi nữa nè, quá là ngon luôn á. Rồi cả nhà ăn nha, mời đại gia đình nè. Nghe thấy ở đây là món kho quẹt để mà chấm cái cá nữa nè, lạ lắm nha. Cá hú kho ăn với lại rau, ăn kèm với rau. Cái bàn này là bàn của em không chị Vy? Cơm cá kho. Bên kia có mấy chị em xinh đẹp nữa. Lẩu cá, mình order cái lẩu cá. Còn bên đây là đang ăn một quán phở. Đây tô phở gà của Nga. Phở đùi gà. Có chừng phỏng tay nha. Được không? Nghe bê cho. Ok. Chị Vy đang làm gì đó? Dạ, chị đang chuẩn bị đồ. À, hồi nãy em mới nghe nói gì chị cho thuê gì bên đây nữa hả? Chị có hai cái parking lot thì ok. Chị đang xây cái kế bên chị luôn, chị đang xây để cho khách đậu á. À, khách đậu xe. À, khách đậu xe. Mà bây giờ ví dụ như hỏi là số hotline để mà đặt đồ ăn, đặt bàn hay to go là số bao nhiêu chị Vy? Dạ, ok. Số là 925-549-7944. 925-549-7944. Số chị Vy đúng không? Dạ đúng vậy. Ở đây chị có chưa. Có gì nha. Tối nửa đêm gọi cũng được. Hay muốn chết. Giờ ta ngủ đi, sáng ta còn nấu ăn nữa. Ở đây những party tray, birthday, những cái hội đồng rồi đó, tụi chị có buffet hay là những cái món tùy người ta đặt. Tùy đặt luôn, mà có tiệc luôn. Có tiệc luôn. Tối có nhạc sống thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, anh Tiến chơi one man band. Cho nên ở đây với mà giá bình dân. Giá bình dân là như thế nào? Giống như cơm gia đình thì khoảng hai người đi ăn dưới 50 đồng. Rồi những cái buffet hay là những cái mà event đó thì tụi chị có đủ thứ giá. Nếu mà người ta cần giá 50, 60, 70, 80 thì cái giá nào cũng có hết á. Thì người ta muốn đặt cái gì thì tụi chị sẽ làm theo đó. Còn ở trên chỗ mà bữa em ăn phở là cái phở đó thì số hotline bao nhiêu? Cái phở số là 925-829 9361. Chị có biết là mỗi lần chị lên video của em là khán giả mê mẩn chị không? Không. Tại vì chị Vy không có đọc giỏi tiếng Việt ở nhà, nhưng mà em truyền lại lời khán giả nha, mê chị Vy lắm. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em, cảm ơn khán giả. Okay, mong tôi ủng hộ nha. Địa chỉ của mình là bao nhiêu chị? Số là 788 North King Road, San Jose. 788 North King Road, San Jose nha cả nhà. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Gặp sớm. Dạ, cảm ơn em, thank you. Đây, Ngân sẽ giúp Nga review cái bát phở này. Ngon, ngon chưa? Phở gà nha. Bát phở gà nhìn hoành tráng chưa? Hấp dẫn chưa? Còn bên đây là nồi canh bí nè. Canh bầu với quên. Bầu. Ăn cơm gia đình. Bầu thật bầm. Bây giờ mình review bát phở trước rồi nha. Đây là bát phở gà nha. Trong thời gian chờ đợi làm cơm thì mình review cái nước phở xíu đã. Wow, nước phở ngon nha. Ăn trước nha, ăn trước nha. Rồi, ngon nha. Chấp ăn trước á. Hey. Rồi, sợ chưa? Hey.
chấp ăn trước. Đây Ngân, Ngân với Vi. À đây là và bạn Vi nha, cũng là người bạn của mình lần đầu tiên mà chịu lên sóng. Thì sắp tới là Vi có một dự định là làm YouTube sáng mặt vô nhà. Bây giờ là bạn Vi là đang có ý định lấn chiếm showbiz YouTube. Có nụ cười đẹp quá. Trời. Con bé Hàn Quốc bên kia nãy giờ nó hỏi nụ cười của em làm đâu kìa. Mê mẩn luôn. Đó. Tao còn bạn bạn này thì không cần phải giới thiệu bạn Ngân, còn đây là em Nị, em gái yêu thương của mình. À. Chưa có người yêu nhà đây, bốn đứa chưa đứa nào có người yêu hết. Đang tuyển, đang tuyển. À, nếu mà cả nhà. Tuyển cái gì? Thôi bây giờ ăn miếng canh bầu đi, đây. Mình nó đang tuyển gì? Dạ, bỏ đi qua bên kia đi em, đây. Mọi người ăn cái gì gọi nha, em review cái này xong đã. Dạ. Đây là bát phở canh bầu nè, ngon lắm. Bây giờ đưa nghe lấy cho miếng canh bầu ăn thử nè. Ăn bầu cho có bầu. Kỳ. Người ta nói ăn gì bộ nấy mà, đúng không anh Cường? Ăn gì bộ nấy. Ê, bữa nay mình gặp lại anh Cường rồi, giờ còn nhớ anh chạy nữa cơ. Mấy bữa mới có tháng sau mà. Ấy, dạ. Anh chào chị. Em mới về được gần một tháng thôi. Nghe em ra. Tí anh em mình uống ly. À, cả nhà có nhớ cái video mà nghe ăn tô phở khổng lồ ở Vĩnh Long không? Phở gì anh chạy nha, phở anh Phở Việt. Phở Việt. Phở Việt. Ăn bảy bát phở. Hôm bữa rủ đi đi làm thiện nguyện. Nha. Cho nên em nhận đâu ra đâu. Em rủ đi làm thiện nguyện cái ừ với em đã cuối cùng bỏ rơi em luôn. Ôi cha đi sửa sắc đẹp. Dạ, yeah, đây mời cả nhà nha. Anh không có bị mang hai cái con bé này. Bạn em á ăn kia cũng tròn tròn á. Lúc đầu là định không cắt xong. Ừ, ăn vẫn gà. Nhìn vô nhìn giống như lốt chút. Lâu lắm ăn qua phở hủ tiếu gà. Cười hoài cười xíu luôn á. Để em gửi để còn gọi cá kho. Lẩu cá. Rồi các món ăn chơi nữa. Bữa nay gia đình mình đông ghê á. Có má rồi có anh hai nữa nè đó. Nãy giờ đi qua chỗ quán đó. Đúng không? Đúng rồi, cơm trắng mới cá kho tụi. Cái ngàn bài nhất đó. Wow, nóng. Cơm đây nè, cơm đây nè, cơm đây nè. Đây cái lốt cơm này đẹp lắm. Anh ăn cơm đây nè. Có gọi cuốn nữa. Đây nè, có mấy cái gọi cuốn chứ. Có mấy gọi cuốn ăn đi, đưa cho em thùng ăn với. Cho anh một cái. Anh nhìn chị Vy hiểu ý em luôn nè. Phao cầu. Chị Vy cho em cái phao cầu nữa nè. Em chưa ăn bao giờ, làm sao em biết được cái nào ngon. Nhưng mà mình cũng thử đi. Cái hủ tiếu mà khô đó mà không biết có làm không. Cái hủ tiếu mực nữa anh Cường. Dạ. Chăm sóc mọi người giùm Nga nha. Ăn cái bát phở đó. Ở hồi xưa có tiệm ở Vĩnh Long mà. Anh nào? Bữa nào ghé đi. Bữa nào ghé nấu một con cho ăn. Anh chỉ hả? Anh chỉ hả? Lợi ai ăn? Chắc chắn. Thì hồi bữa hôm qua em thắc cho em á, em nói hồi nào qua gọi cũng. Dạ. Em nghĩ thứ hai thứ ba đó. Em nghĩ thứ hai thứ ba đó. Bữa nào là thứ năm. Tại vì bây giờ nó qua thứ ba rồi là tôi là tầng sáng ngon lắm. Nè, có hủ tiếu khô nữa, mình đi ăn nước. Dạ, ngon lắm. Anh ơi, mình lo ăn thôi đúng không? Anh làm nhậu để em chơi. Để không? Rồi, phải biết rồi, chuẩn bị tâm lý. Đang ngồi 788 là mới vừa lên luôn. Tại nay chị khai vô bán đồ ăn lại đó. Nay đi không? Ôi, mất thật lắm. Ăn ở đây rất là rẻ nha. Ngon. Bình thường giờ này là đã ăn rồi á. Bữa nay nó sẵn giờ này á. Rồi lên tới hết rồi. Chị Như đang vòng vòng chưa tới hơn. Bạn có chắc 10 người à. Bạn mới có 10 người à. Bạn mời nghe ra.
rồi. Phở đây ăn cũng ok nha, thử nha. Hiện tại không có đủ bụng đem ăn hết. Em với Nai chia nhau ăn. Thử thử. Thôi. Vy tính ngày nào mà làm kênh nữa nói nghe để nghe nói khán giả ủng hộ nha. Ủa đang quay hả? Ủa đang quay mà. Đó, ti béo là. À. Ờ, béo là. Rồi rồi bí mật mà khán giả nghe hết trơn à. Em làm kênh gì phải quảng cáo. Quảng cáo mà khán giả nghe rồi nói thầm thì mà khán giả nghe hết trơn à. Không. À, kêu mình nói nhỏ thôi nhưng mà nó nhỏ cái đủ vừa cả làng nghe thôi. Cả làng nghe thôi. Rồi bây giờ mình ăn hết tô phở rồi. Tí mình đợi cơm là mình ăn với các món. Cả nhà đợi nha, bữa nay mình review mấy món này nha. Đây. Không, tụi em về là giống như là không. Em yêu. Ăn rồi cuốn đi. Cho cả nhà. Đây. Anh ăn món gì anh Cường? Hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì. À, chúc anh ăn ngon miệng nha, anh Cường mãi đến. Nha. À, em này ăn cơm với cá kho. Má ăn cái gì má? Cá luộc với nước tương. Ok má ăn chay rồi, nay ăn cơm với cá kho đi anh hai. Em này ăn đi em này. Ờ em cảm ơn vô. Ngon quá. Ở đây có cả cà phê nữa nè. Chơi luôn. Ngon không? Ăn dưa leo nữa anh ơi, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ừ. Đúng rồi, chấm vô. Wow. Này, anh ai ăn ngon miệng nha, má ngon miệng nha. Cho con miếng đậu bắp đi. Nhìn ngon quá. Menu của quán thì rất là phong phú và đa dạng, có chả giò chiên, khoai tây, rồi có ăn trưa, rồi bún thịt nướng, cơm tấm, phở bò, phở gà, rồi có tôm rim, hoặc là có lobster, tôm hấp hay là tôm đỏ, đều có tất cả luôn nha. Giá thì từ 19 đồng hot pot và súp nữa, chỉ cần hai người mà đi ăn cái món như là cá kho tỏ, chỉ cần cơm gia đình là chỉ cần hai người trên 50 đồng là có thể ăn được rồi. Đó, bây giờ... Mở mở cái này, ôi ôi, ngon chưa? Quên lấy về luôn. Rồi, lấy mở. Rau. Ừ, lên luôn. Lên luôn, móc luôn, ok. Vậy luôn. Có cá cà nữa nè. Đưa vậy không đi. Cá cà là cái gì em? À, cá kho cà. Này, mời cả nhà nha, đây miếng cơm của mình đây. Wow. Nha, cảm ơn em. À, cá nục kho cà. Mời đại gia đình ạ. Ngon. Còn ở đây thì thứ năm thứ sáu là bắt đầu là có chơi nhạc cả nhà. Thì thứ năm thứ sáu thứ bảy là cả nhà có thể đến đây và có thể thưởng thức những cái âm nhạc ở đây rất là phong phú và đa dạng, và có thể là hát với nhau. Cuối tuần thì ai cũng đi làm mệt mỏi rồi, ngồi với nhau ăn một bữa cơm, uống vài dăm ba ly bia, sau đó thì có thể lên ngân nghe vài cái bài hát đó, rồi lại trở về với guồng máy làm việc. Có thể đó là một cách thư giãn, là một cách thư giãn một cách là tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Mà nghe ăn cơm thì lúc nào cũng phải có một trái ớt, nhất là cái món mà cá kho tộ này đó, là phải có một trái ớt như vậy mới đã được cái miệng của mình, chứ còn nếu không mà không có ớt là mình cảm giác không ngon. Dù có nhiều khi là mình kho cay, kho rất là nhiều tiêu. Này cả nhà nhìn miếng cá nè. Ừ, cắn một phát là
sướng luôn. Thực ra là mình phải lọc âm thanh ở chỗ này, mình phải lồng tiếng vào vì cái anh đánh nhạc anh không có biết, anh không có biết là mình đang quay, cho nên mình đang tập trung với chén cơm của mình, cho nên mình cũng không có kêu là ừ chạy ra anh ơi anh tắt nhạc cho em thì cũng không được. Mình cái kiểu là mình không bao giờ mình thích là làm phiền người khác hay là gián đoạn cái cuộc vui của người khác. Còn miếng cá nục kho gì kho cà chua cả nhà, wow nhìn nè, ý à, cắn nó tê tái luôn, nó mềm ở bên ngoài mà ở bên trong á là xương của nó cũng muốn như tan ra nha. Nhưng mà Nga thì dù có tan hay không, Nga cũng không thích ăn xương đâu, chỉ có ăn cá thôi rồi tính sau. Nhưng mà hôm nay thì ăn cơm với mọi người thì rất là ngon. Mà tại sao mà mọi người vô đây mọi người không có nói là ừ Nga tại sao lại có cơm ở đây? Nga nói dạ không, cái này là bà chị em biết tính em thích ăn cái gì, cho nên dù là quán ăn sáng nhưng mà chị vẫn nấu những cái món mình thích. Cũng không phải riêng Nga đâu, nếu như cả nhà nhấc máy lên và gọi cho số hotline thì chị Vi sẽ làm tất cả những món mà các cả nhà muốn nha. Và đặc biệt là sẽ nhận đặt tiệc hay là order hay là những cái party hay là tiệc tất niên cuối năm hay là hội họp hát hò nhảy múa với nhau, ăn uống với nhau, giao lưu với nhau đều có. Cuối tuần thì có thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nha, cả nhà có thể đến và ủng hộ nha đại gia đình thân yêu ơi. Sau đó thì Nga sẽ xin phép là một chén canh bầu nấu thịt xay. Cái này là cái món mà mình cực kỳ thích, sau khi mà mình ăn đồ ăn ăn cơm rồi xong là lúc nào Nga cũng phải húp được hai ba chén như vậy. Chứ thật ra mà nói là canh bầu rất là mát. Đó, nhiều người sẽ nấu với lại canh bầu, nấu với lại tôm khô hoặc là thịt tôm. Còn với Nga thì Nga thấy riêng canh bầu mà chỉ cần mà xào lên thôi là cái vị ngọt của nó đã ngọt tự nhiên rồi cả nhà. Cái vị ngọt mà không có thể nào mà có bất kỳ một cái gia vị nào thay thế được, không cần phải đường hay gì hết. Bầu nó tươi và nó ngọt rất là tự nhiên, Nga thích cái điều đó. Wow, đẹp trai quá. Ôi cái miệng à. Cái miệng nha, ôi thôi chọc miếng luôn á, sắp vô làm kênh rồi. Vi có kênh nha. Vi có kênh. Tì. Ok tì bao la. Ok tì. Em yêu lòng tiếng. Ủa lắc vô nhà là lòng tiếng lại hả? Vậy thôi lắc vô lòng tiếng lại hả? Rồi hả? Hay vậy. Thế anh mai còn chảy đẹp trai hơn bữa ở Vĩnh Đông. Đúng rồi. Ok anh chạy nhé. Hello Shumo. Hey, hello chị Đan Vy. Yeah. Nice to meet you chị. Hôm nay rất là vui. Yeah. Gặp Sumo cũng như tất cả các bạn bè của Sumo ở đây. Yeah. Sumo là một người review thức ăn mà nổi tiếng ở trên YouTube mà hôm nay Đan Vy mới được gặp. Trời em cũng hân hạnh được gặp chị Đan Vy, một trong những người rất là nổi tiếng ở SoundZem. Ôi trời, đúng làm những chị cái luôn content hả? Rất là hay. Cảm ơn em, cảm ơn em. Tên là Đan Vy luôn nha. Đan Vy. Tại vì chị cũng làm review, nhưng mà chị review rất nhiều thứ bởi vì chị làm quảng cáo luôn cho truyền hình rồi cho social luôn. Không có được chuyên môn như em, hôm nay được học hỏi thêm. Dạ em cũng phải học hỏi chị Đan Vy về chị có rất là nhiều lĩnh vực mà chị am hiểu ở nhà. Thôi thì hai chị em mình cứ ngồi đây khen nhau qua cái ngoại tới chiều luôn á. Dài lắm. Tới ngày mai. Thì bây giờ hôm nay mình có duyên mình ở đây một cái nhà hàng của người bạn của mình chung. Yeah. Đó là Tường Vy đúng đúng rồi. Đó. Và từ nãy giờ hai chị em mình ăn thức ăn ở tại nhà hàng Cha Kitchen của Tường Vy. Hai chị em mình cần phải nói vài lời cho Tường Vy đó. Có một cái lời mà em muốn nói đó là có một bài ca không bao giờ quên.
Bài ca gì vậy ta? Đó là bài ca đến kitchen, cha kitchen, cha kitchen. Ô, tự sáng tác ra luôn. Tự sáng tác luôn. Tới ca kitchen cứ tự nhiên có một cái... Tới ca kitchen cũng như là mình về căn bếp của chính mình. Mà đồ ăn ngon nhất chính là căn bếp của gia đình. Thì đây chính là căn bếp của gia đình, đồ ăn thuần túy Việt Nam tại Mỹ. Em có biết là tất cả những gì em nói nó rất là hợp với ý nghĩa của cái từ cha kitchen. Cái cha đó không phải là tiếng Anh nha quý vị. Cái cha đó là father, là ông cha, là ông bố, là ông ba trong nhà đó. Là cái người ba mà Tường Vi đã rất kính trọng, đã làm nên cái nhà hàng cách đây mấy chục năm về trước. Và đến bây giờ có rất nhiều những nhà hàng mọc lên. Thì cái nhà hàng này Tường Vi muốn kỷ niệm, muốn biết ơn cái người cha, cái người ba, cái người father, cái người bố, cái người ba của mình đó. Để đặt cái tên cha cái chuyện. Thì ra là ý nghĩa là như vậy. Đó cho nên là từ nãy giờ em nói em chưa biết nhưng mà em nói rất đúng luôn. Thì em nghĩ là cái bếp của một người gia đình, cái bếp của gia đình, đúng cái rồi, bếp nấu ăn. Đúng rồi, đó. Thế là mỗi lần tình thương của người cha, người mẹ đối với mình, cho nên mình tới đây mình sẽ cảm thấy rất là ấm áp. Cho một tràng pháo tay cả nhà ơi. Đó cho nên là quý vị nào cho dù một mình hay hai mình, nhiều mình sẽ cảm thấy nhiều vui vẻ hơn khi đến với cha kitchen và những cái món ăn đậm đà dân tộc người Việt của mình. Và đặc biệt nha, là Tường Vi là dân Cà Mau đó. Không biết ai dân Cà Mau không? Nghe nói Cà Mau xa lắm, gần lắm, gần lắm. Ở bữa về Cà Mau nó mũi nó chích cái mông, mà bây giờ cái mông vẫn còn bị thâm. đâu đưa con nữa coi. Thôi tí vô nó trùm em mặc ra cho chứ giờ. Nó chích mà một tuần sau còn đặc sản còn bị ngứa, còn bị ngứa. Cho nên nói chung là hôm nay chị em mình gặp nhau ở đây rất là vui. Tự nhiên thấy không? Thấy tự nhiên tới cha cái trình cái tự nhiên gần gũi nhau. Gần gũi nhau, biết nhau rồi nhưng mà bữa nay mới có dịp xúc tác. Thì bây giờ rất là mong tất cả quý vị xem cái video này sẽ đến với cha kích trình nhiều hơn, để cảm thấy lòng dạ của mình hướng về gia đình nhiều hơn, về cha, về mẹ của mình, về bạn bè của mình. Rồi nhanh mặt quá kìa. Nhưng mà chị đang đi qua đây bao nhiêu năm rồi? Chị qua đây thấy la lắm rồi đó. 15 năm nè. Có 15 năm. Có 15 năm mà. Chị hơn em nửa đoạn đường luôn. 15 năm mà nhây ghê luôn. Cái đoạn đường nó xa nó gần không quan trọng. Đúng rồi. Quan trọng là mình đã đi đến đâu. Đúng rồi. Đó, hay đúng quá rồi. Chị hôm ơi. Nay hai chị em mình đi gặp nhau rồi đó. Tí hai chị em mình đi uống bia luôn. Chậu bia nè. Ủa bia nữa. Ở đây bia luôn. Bia sẵn giới thiệu luôn. Nhà hàng này vừa là ăn gia đình mà ai muốn nhậu có nhậu. Đó, ai có nhạc sống bia, luôn, có nhạc sống luôn có đây nhạc ai. Sống, có nhạc sống. Đây có là đầy đủ các đầy món, đủ ăn chơi luôn. Món ăn chơi. Đó là có nhạc sống là thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đó, tới đây là mình có thể là chiêu chiêu luôn. Đó, chiêu chiêu vô cùng chiêu chiêu. Đó cái nhà hàng dễ thương ghê không? Đây là quanh quá trời luôn đây. Nguyên cái tháp bia đằng sau lưng luôn. Đó, muốn uống bia cái gì cũng có luôn. Muốn quay có quay, muốn rừng mạnh có rừng mạnh. Muốn vệ sinh cũng có luôn đây. Chị Vy ở trong kia nữa. Muốn entertainment cứ entertainment. Nhưng mà ví dụ như là để mà nhận một cái show hay là một cái book để mà chị review hay là quảng cáo thì là số phone bao nhiêu hả chị Đăng Vy? Chỗ cho chị số phone luôn hả? Có chị luôn. Nói luôn hả? Được. Số phone của mình là rất là dễ nhớ. 408-828-2817. 408-828-2817 nhớ chưa? Đúng rồi đó. Dạ, nhớ không? Em nhớ là nhớ. 500 anh em San Jose Cali ơi. Nhấc máy lên, chị Đăng Vy chưa có người yêu nha. Ờ, đúng rồi đó, em biết hay vậy. Nói đại chúng nói không lòng. Chúng ghê luôn ấy. Nói đâu chúng được thì chúng, không chúng được thì thôi. Đang ấy xẻ rồi. Được không? Nha, anh em nè. Đẹp trai. Nhìn vững cái tự nhiên thích em nhất. Cha. Em nhất. Em hoa đã có chủ. Thôi đâu được. Đâu hoa đã có chủ. Đây chủ rồi. Hôm nay cho chị mượn hôm nay. Dạ. Thật chất là em là em yêu của chị Tường Vy. Nhưng mà chị vợ. Đây là con ghẹ của Tường Vy nè. Ờ vậy hả? Còn em là vợ của nị. Nhưng mà cưới là cưới Bella. Trời ơi, cưới hẹn này phức tạp. Cưới là em Ti. Đó, phụ nhi là muốn hẹn này phức tạp quá. Nhưng mà kết hôn lại là kết hôn với má. Đó. Oh my god. Mối quan hệ này nó cực kỳ quan hệ luôn mình, vậy. Mình thích gia đình này lắm quá rồi. Mình mối quan hệ này nó còn hơn là mối quan hệ này quá keo sơn gắn kết. Dạ. Thì cả nhà ơi, thì video của Nga ngày hôm nay xin phép là tạm dừng tại đây. Cũng như là câu nghe Su Môi nói không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Và đặc biệt là cảm ơn cái cuộc phỏng vấn của chị Đăng Vy ngày hôm nay dành cho mình. Nếu mà cả nhà yêu thương có thể vào kênh của chị Đăng Vy, kênh tên gì ạ?
Đan Vi chỉ có Facebook là Đan Vi và Instagram là Đan Vi Beauty Queen, bởi vì Đan Vi có một cái business với một cái studio Đan Vi Beauty Queen. Và Đan Vi sẽ cố gắng làm rất là nhiều những cái YouTube giống như Sumo. Actually là Đan Vi đã có cái YouTube 15 năm rồi. Wow. Nhưng mà Đan Vi làm nhiều thứ quá cho nên nó không có focus giống đúng em rồi, nó, cho nó nên lần này gặp em chị sẽ hứa với bản thân mình, chị đi đâu chị đi một đường thôi, chị nhìn ai chị nhìn một người thôi, đúng rồi, đừng nhìn nhiều quá bị lé luôn á trời, trai nên, đẹp nhìn cho nên thôi. Bây giờ chị sẽ hứa với lòng mình, chị sẽ chung thủy với cái kênh YouTube của mình giống em. Cả nhà ơi, ủng hộ cho chị Đan Vi nha. Và đặc biệt nếu mà cả nhà yêu thương Nga cùng với chị Đan Vi thì có thể là đến đây 788 đường King's Rock San Jose thì có thể ủng hộ cho chị Vi, chị Tường Vi, quán Cha Kitchen. Thì số hotline thì Nga để trên phần nội dung mô tả và trên màn hình luôn. Cả nhà có yêu thương thì ủng hộ cho tất cả chị em mình nha. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là yêu thương Nga, cho Nga xin một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ cùng với như là chị Đan Vi luôn. Và đặc biệt là 500 anh em ơi, 500 anh em ơi, chào khán giả đi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào cả nhà thân yêu nha. Cảm ơn anh Quy Phi. Đấy, tình yêu của em trụ lên giúp em nha. Wow, nồi lẩu bò này à, kiểu này là phải uống hai chai rượu với một chai là ít quá. Không có bạn Hiền uống chai. Rồi, vậy có em đây, rồi chúc sức khỏe đại gia đình nha. Em mời anh, em mời cả nhà, em mời chị đâu. Vô, welcome mọi người đến quán nha. Hết luôn nha, trời ơi, rượu gì vậy? Hennessy, ok. Sốt này nặng á, nhủ vào. Kêu anh nha, chúc sức khỏe anh nha. Dạ, chúc sức khỏe chị. Dạ, chúc sức khỏe anh. Dạ, thank you anh.